Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Khánh bắt đầu xưng bá giang hồ khi có tiền, có quyền, có quan hệ. Bằng những mưu mô của mình, hắn đã thâu tóm đội bốc xếp ở chợ Long Biên, áp đặt sự bảo kê tại đây. Khánh cũng thể hiện là một ông trùm với chiến tích chạy án thành công trong nhiều phi vụ mà đàn em của Khánh Trắng gây ra những tội ác tẩy đỉnh. Tất cả sẽ có trong video. Những vụ dàn xếp không tưởng cho thấy quyền lực của ông trùm Khánh Trắng. mở rộng lãnh địa, chạy án, thành công. Vào tháng 7 năm 1991, Khánh xin chính quyền địa phương, quận, cho thành lập đội dịch vụ bốc xếp tự quản do anh ta làm tổ trưởng. Vào tháng 10 năm 1992, đội bốc xếp của Khánh được gia nhập tổ chức công đoàn và cuối năm đó thì sắp nhập cùng công đoàn bốc xếp vận chuyển chợ Long Biên của Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng Cụ Bà. Một thời gian sau, tổ chức này đổi thành nghiệp đoàn bốc xếp Đồng Xuân, Long Biên. Vào năm 1994, chợ Đồng Xuân cháy nên địa bàn hoạt động chính của Khánh bị thu hẹp. Khánh đem quân lên quấy chợ Tạm Phùng Hưng của Phúc Bổ, song không có kết quả. Sau đó Khánh đưa quân xuống chợ Long Biên, mưu đồ thôn tính địa bàn của Hùng Cuba. Bằng những thủ đoạn lưu manh, vừa đánh vừa đàm, Khánh đã buộc Hùng phải ban giao cho hắn quản lý luôn cả đội bốc xếp chợ Long Biên. Không chỉ vậy, Khánh còn nhòm ngó tới các khu vực như bến xe Long Biên, gã hàng cỏ, bến xe phía Nam, vân vân. Thậm chí ông Trùm từng đưa 30 đầu gấu vào thành phố Hồ Chí Minh định gây thanh thế với băng xã hội đen do năm cam cầm đầu. Chiến tích đầu của Khánh phải kể đến lần chạy án thành công, vụ án sát hại anh Nguyễn Quốc Thắng, còn gọi là Đạt. Sau vụ này, thanh thế của ông Trùm phất lên như diều gặp gió, đám giang hồ lại càng nể Khánh hơn vì nghĩ rằng gã phải có người bảo kê mới có thể làm được như vậy. Theo nội dung vụ án, vào ngày 24 tháng 3 năm 1991, một đàn em của Khánh là Trần Đại Dương, xô sát với anh Đạt, sống bằng nghề buôn mũ cối ở chợ Đồng Xuân. Không nề nang, Đạt rút dao chém Dương. Được đàn em tìm đến, Khánh cùng Dương, Vũ Quốc Dũng tìm anh Đạt để dằn mặt. Đến một căn nhà ở phố Hàng Chiếu, chúng tìm được Hưng là anh trai của Đạt. Không nói gì cả bọn lao vào chiến. Vừa trở về và thấy anh trai gục xuống, Đạt vội xông vào cứu anh Hưng. Với được con rào phóng lợn, đã tấn công nhưng bị đối phương tước hung khí đánh trả. Khi nạn nhân đổ gục, Khánh và đàn em đưa lên xích lô rồi tiếp tục hành hung. Do những vết thương chí mạng, đạt tử vong tại chỗ. Tối hôm đó, Khánh Trắng tổ chức cuộc họp và chỉ thị cho đàn em tên Dũng nhận tội thay. Nếu phải vào tù, Khánh ở ngoài sẽ lo cho mọi thứ. Khánh cũng tìm cách dàn xếp với cơ quan điều tra, sao cho Dũng sẽ có một bộ hồ sơ tốt nhất. Qua vài người trung gian, Khánh Trắng đã móc nối được với Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ điều tra. Sau khi nhận của Khánh một chiếc áo da và tiền, Minh hướng dẫn Dũng khai toàn bộ diễn biến vụ án sao cho phù hợp với hiện trường. Những tài liệu chứng cứ quan trọng nhất của vụ án thì Minh bỏ ra ngoài hồ sơ. Với hồ sơ trên, Dũng chỉ bị kết án 7 năm tù, còn Khánh Trắng chỉ bị xử phạt hành chính. Gian xếp vụ hấp diêm tại khách sạn Hiệp Thành Những năm 1994-1995, Khách sạn Lạng Sơn, Gia Lâm, Hà Nội khá nổi tiếng với vũ trường cùng nhiều vũ nữ đẹp từ thành phố Hồ Chí Minh ra và được thay đổi thường xuyên. Thấy quán làm ăn được, đàn em của Khánh mò đến quậy phá chỉ sau một thời gian ngắn khai trường. Ban đầu chúng ngồi uống bia và ngắm vụ nữ. Sau chúng treo gẹo nữ nhân viên và đánh đập họ ngay tại sàn nhảy. Chủ khách sạn là hai anh em, anh Đỗ Hữu Nghĩa và Đỗ Hữu Lê Hùng. Hai người này ở Sài Gòn ra lập nghiệp, thân cô thế cô, nên phải tạm thời đóng cửa vì không chịu nổi sự quấy phá của đàn em Khánh. Khi vũ trường mở lại, nhóm giang hồ tiếp tục mò tới. Biết đích xác đứng đằng sau vụ quậy phá này là Khánh Trắng, nên giám đốc khách sạn mỗi tháng trả cho chúng 1,5 triệu đồng. Còn chuyện ăn uống, xàm sỡ vũ nữ hầu như miễn phí. Vào đêm ngày 24 tháng 7 năm 1995, bốn đàn em của Khánh do Đảo Quang Huy cầm đầu lại đến vũ trường, uống rượu no say. Huy chỉ tay vào ba vũ nữ cùng Linh dưới 16 tuổi đã đổi tên đến bàn của chúng phục vụ. Trong đó, Linh phải ngồi cùng Huy. Khuya đó, Huy bảo bốn cô gái đi hát karaoke với chúng. Trong lúc đó, Đô và Huy sai tên Long đến trước nhà nghỉ Hiệp Thành, thuê trước năm phòng. Bọn chúng yêu cầu các cô gái theo về nhà nghỉ. Thấy một trong số những vũ nữ phản ứng, gã côn đồ tên Đô đánh nạn nhân. Chủ khách sạn định gọi cảnh sát, liền bị đám giang hồ dọa giết. Ba vũ nữ và Linh bị chúng lôi đến nhà nghỉ Hiệp Thành. Tại đây Huy ép thiếu nữ dưới 16 tuổi vào phòng rồi hãm hiếp. Khoảng 10 giờ hôm sau, chúng mới thả các nạn nhân ra về. Đào Công Huy nguyên là một tay anh chị ở gia Lâm, có hai tiền sự về tội trộm cắp và đánh bạc. Huy là người bốc xếp ở bến xe gia Lâm và là một trong những đàn em thân tín của Khánh. Huy phụ trách đầu nguồn vận chuyển và bảo kê hàng hóa cho Khánh từ phía bến xe gia Lâm qua cầu Trường Dương về các chợ đồng xuân lòng biên tiền vận chuyển và bảo kê hàng hóa hàng ngày huy đều đưa về nộp cho khánh ngoài ra huy và đô còn bảo kê cho một số nhà hàng khách sạn ở khu vực gia lâm sau khi vụ án xảy ra công an huyện gia lâm đã khởi tố vụ án bắt đô còn huy bỏ trốn gia đình huy đã nhiều lần đến nói chuyện với chủ khách sạn lạng sơn và mẹ của linh nhưng không có kết quả họ sang nhờ khánh can thiệp tác động chủ khách sạn lạng sơn và mẹ con linh viết đơn bãi nại cho Huy. Khánh đồng ý và đi gặp một số chủ khách sạn, vũ trường như Queen Bee, Bản Cờ, Roa, những nơi y thường lui tới để ăn chơi, nhờ họ tác động tới chủ khách sạn Lạng Sơn. Sau khi gặp Khánh, biết hắn là một chùm giang hồ xã hội đen, vì muốn yên ổn làm ăn nên chủ khách sạn đã đồng ý bố trí để Khánh, gia đình Huy gặp mẹ Linh tại một nhà hàng ở phố Đặng Dung do Khánh tổ chức. Sau khi ký vào đơn bãi nại, Gia đình Huy đã đưa cho mẹ con Linh gần 1.000 đô la Mỹ. Mẹ con Linh nhận tiền rồi rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh, không dám ở lại Hà Nội nữa. Giúp thắng chố thoát nạn. Khánh Trắng đã bị truy tố về hành vi che giấu, can thiệp vào vụ án giết người ở buồng gia 15A để Nguyễn Tiến Thắng, tức thắng chố, đưa em cùng mẹ khác cha của Khánh Trắng được thoát tội. Tuy nhiên để Khánh Trắng thực hiện được điều này, chính là có sự làm sai lệch hồ sơ của điều tra viên Ngô Duy Ân người được giao đảm trách điều tra vụ án giết người này. Vụ án bắt đầu vào 18 giờ ngày 5 tháng 10 năm 1994 tại buồng giam 15A, trại giam Hà Nội. Khi Nguyễn Thành Hà được đưa vào, bọn đầu gấu trong buồng đã lập tức đánh dậy luật khiến Hà bị tử vong. Cái gọi là dậy luật này do bọn đầu gấu trong phòng đặt ra để bắt các tù nhân mới vào phải viết thư về gia đình xin tiền nộp cho chúng, nếu không sẽ bị chúng đánh. Chính thắng chố, kẻ đã có 5 tiền án tiền sự và Đặng Đức Thắng, tức Thắng Ngựa, là hai kẻ chủ mưu và trực tiếp đánh Hà đến chết. Thế nhưng khi Tòa án Nhân dân Hà Nội xử sơ thẩm, chỉ tuyên phạt ba tên tử hình, còn lại phạt tù từ 15 đến 20 năm. Riêng hai kẻ cầm đầu là Thắng Chố và Thắng Ngựa lại bị lọt. Khi chuyên án Khánh Trắng được tiến hành, một số người từng bị giam chung với Thắng Chố đã cung cấp cho bàn chuyên án thông tin trên và còn cho hay sau khi vụ án xảy ra, họ đã khai về Thắng Chố, nhưng điều tra viên gạt đi không ghi lời khai. Cơ quan điều tra lập tức cử các điều tra viên đồng loạt đi 6 trại cải tạo, trại giam để ghi lời khai của tất cả các nhân chứng giam cùng buồng với thắng chố hôm xảy ra vụ án. Đồng thời cho hai tử tù trong vụ án này được cho hoãn thi hành án để phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai của hai anh Bùi Thường và Lê Văn là những người tham gia chung với thắng chố, thì sau khi vụ án xảy ra, thắng chố đã tâm sự rằng anh của hắn là Khánh Trắng đã chạy cho hắn thoát khỏi vụ án Nguyễn Thanh Hà hết 300 triệu đồng. Bản thân hai anh cũng được đọc lá thư do Khánh Trắng viết vào cho Thắng Chố nói đến nội dung trên. Chính Thắng Chố cũng thừa nhận, sau khi Hà bị đánh chết, Thắng viết thư báo cho Khánh Trắng biết và nhiều lần hắn cũng viết thư cho người yêu là chị Nguyễn Thị Thu Hưởng dặn. Qua hai chị Hằng Tuyết gặp ngay anh Khánh, nói gặp anh ngay lập tức qua thụ lý vụ án này anh sẽ nói rõ Nếu không anh sẽ không có ngày về đâu Cuộc đời anh phụ thuộc vào anh Khánh Cho nên tốt hay xấu Số phận dễ ra sao phụ thuộc ở cả người anh Trong bản tường trình này Thắng Chố đã thừa nhận Sau khi Hà bị đánh Thắng Chố có lại gần đá nhẹ vào người Hà mấy cái Xem có việc gì không Thế nhưng tài liệu này đã bị ân ỉm đi Không đưa vào hồ sơ vụ án Nhưng cuối cùng khi vụ việc bị điều tra lại thắng chố đã phải nhận mức án cao nhất. Thay mặt cảnh sát giao thông phạt tiền, có thể nói trong khoảng thời gian gần 4 năm từ 1992 đến 1996, tổ chức tội phạm do Khánh Trắng cầm đầu núp dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp đã gây ra rất nhiều tội ác làm ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự trị an của xã hội. Đường dây buôn vải trốn thuế của Khánh Trắng do tên Minh Trắng trực tiếp chỉ huy đã thao túng gần như toàn bộ thị trường vải ở Hà Nội. Các lực lượng kiểm soát trên tuyến đường từ Lạng Sơn về thì cơ bản đã bị chúng vô hiệu hóa. Hàng của chúng về đến Hà Nội luôn được ưu tiên tiêu thụ. Nếu không hết thì đem vào nhà máy dệt Nam Định, nhuộm và bán ở thị trường tỉnh xa. Nơi mà người dân vẫn thích chất vải của nhà máy dệt Nam Định. Bọn chúng khống chế xe cấp cứu, 06 bắt phải chờ vải cho chúng. Đòi nợ thuê cũng là một nguồn có hiệu quả của Khánh Trắng. Theo tài liệu của Cảnh sát hình sự, nhiều khổ chủ đã thuê Khánh Trắng đòi nợ và chịu chi từ 30 đến 50%. Điển hình như vụ Khánh đi đòi nợ thuê cho chị Phạm Thị Ngọc Trang ở 105 trên 3 đường Nguyễn Kiệm, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Trang thuê Khánh đòi tiền chị Nhung ở 58 phố Hàng Bạc, Hà Nội với tổng số tiền gần 925 triệu đồng. Và chị Nhung đã phải chi cho Khánh 500 triệu đồng. Để hợp pháp hóa việc thuê mướn này, chị Trang phải viết giấy là vay của Khánh Trắng 500 triệu đồng. Để tẩy rửa những đồng tiền phi pháp, Khánh Trắng đã cho đầu tư vào một nhà hàng bia ôm ở phố Ngọc Hà. Đây cũng là nơi bọn chúng ăn chơi hưởng lạc và cũng là trốn để mời những người có công giúp đỡ. Chúng thuê nhà để mở quán nhưng chỉ được vài tháng, hắn tuyên bố rõng rạc với chủ nhà. Chưa có tiền để trả, hãy cứ đợi đấy. Rồi đến khi rút đi toàn bộ những thiết bị mà chủ nhà đầu tư như máy lạnh, chúng cũng tháo đi luôn. Khánh Trắng còn tự ý thay mặt cảnh sát giao thông phạt ô tô đi ngược chiều. Phạt những người lấn chiếm lòng lề đường với danh nghĩa là thực hiện chỉ thị 36 CP, thu lệ phí xe tỉnh ra vào khu vực chợ Đồng Xuân, Long Biên. Và còn một luật lệ bất thành văn được áp dụng triệt để là không ai được phép tự ý bốc rỡ lấy hàng hóa của mình, bất kể khối lượng lớn hay nhỏ. Toàn bộ số tiền thu được, đàn em phải nộp hết cho Khánh Trắng. Nhằm ngăn chặn những tên có máu tắt mắt, Khánh xây dựng một đội ngũ mật báo viên ngay trong từng tổ bốc xếp hàng ngày ngoài tổ trưởng tổ phó phải làm báo cáo cho khánh còn có các báo cáo do đội quân điệp viên gửi bí mật cho khánh hầu hết các tổ trưởng tổ phó đều do khánh trắng tuyển chọn và bọn chúng đều là đám lưu manh tay giao báo có hạng cũng có vài người là bộ đội xuất ngũ và là những người tử tế chủ yếu để cho khánh có thành tích báo cáo rằng đã thu xếp công an việc làm cho bộ đội xuất ngũ và con em các gia đình thuộc diện chính sách trên đây là những vụ dàn xếp không tưởng cho thấy quyền lực của ông trùm khánh trắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.